thưa quý vị hôm nay minh hải miền đông tiếp tục đọc gửi đến quý vị một câu chuyện đầy cay đắng đã xảy ra trong gia đình và giờ đây tôi mong quý vị lắng nghe cũng như là bình luận chia sẻ về câu chuyện này xin chân thành cảm ơn mời quý vị cùng theo dõi bát canh mẹ đặt ở dưới bếp Biết là mẹ nấu cho vợ Nhưng nhìn nó khá ngon Nên tôi không kìm lòng được Mà thử một miếng Nhưng sau đó tôi phát hiện thấy có điều gì đó không có ổn Tôi và Hằng yêu nhau từ thời đại học Chúng tôi kết hôn khi vừa tốt nghiệp Và đến nay cũng được 3 năm rồi Những năm đầu mới kết hôn vì điều kiện kinh tế của vợ chồng tôi không được tốt Nên chúng tôi chưa có kế hoạch sinh con Phải đến khi sự nghiệp của tôi dần đi đúng hướng Chúng tôi mới bắt đầu tính đến chuyện có con Mẹ tôi vốn không thích hẳn cho lắm Trước mẹ chê cô ấy nhỏ người Sợ khó sinh nở Nên nhất quyết không cho chúng tôi kết hôn Nhưng đất không chịu trời Thì trời phải chịu đất thôi Tôi cương quyết nên mẹ đồng ý Dẫu vậy mối quan hệ giữa mẹ và Hằng vẫn không được tốt cho lắm. Đặc biệt là khi chúng tôi kết hôn được 3 năm mà bà vẫn chưa được bế cháu. Cho nên khi nghe tin Hằng mang thai, mẹ tôi mừng lắm. Thái độ của mẹ với vợ tôi thay đổi hẳn. Nhưng vợ tôi thai yếu, không được hoạt động mạnh nên mẹ tôi đã chuyển từ quê lên nhà chúng tôi trên thành phố ở để chăm sóc con dâu. Ngày trước chị tôi sinh, mẹ còn chẳng lo như vậy tôi nhớ mẹ chỉ lên chăm chỉ được một tuần đã về rồi còn giờ vợ tôi mang thai mẹ tôi lại ở bên cô ấy suốt cả thai kỳ một ngày ba bữa đều nấu những món thịnh soạn cho vợ tôi tẩm bộ nhờ vậy mà vợ tôi tăng cân phục vụ thấy sự hòa hợp giữa mẹ chồng và nàng sâu những lo lắng trong lòng tôi trước đó cũng dần biến mất tôi an tâm làm việc giao phó hết việc nhà cho mẹ Tuy nhiên Sau khi vợ sinh con xong Chỉ vì bát canh gà mẹ nấu cho vợ ăn Mà tôi mới nhìn thấu sự thật Khi đó Vợ tôi mới sinh mổ được 15 ngày Mẹ chuẩn bị bát canh gà cho vợ tôi tẩm bổ xong Thì có cuộc gọi đến Nên bà chạy ra ngoài nhà để nghe Đúng lúc này thì tôi về nhà Thấy bát canh mẹ đặt ở dưới bếp Biết là mẹ nấu cho vợ nhưng nhìn nó khá ngon nên tôi không kìm lỏng được mà thử một miếng. Nhưng sau tôi phát hiện thấy có điều gì đó không ổn. Trong thời gian vợ tôi mang thai, mẹ đã nấu canh gà cho vợ tôi ăn nhiều lần. Lần nào cũng rất ngon. Mặc dù bát canh gà này mùi vị không tệ nhưng rất lạnh và nhường như vẫn thiếu một thứ gì đó. Nhìn quanh nhà bếp một lượt, tôi phát hiện trong thùng rác có một vỏ túi ghi dòng chữ canh súp gà ăn liền. Vậy là mọi thứ đã rõ ràng rồi. Bát canh gà này căn bản không phải tự tay mẹ tôi nấu mà là bà mua đồ ăn sẵn trong siêu thị về. Tức giận, tôi liền đổ luôn cả bát canh gà đi. Khi thấy mẹ trở vào, tôi nói với mẹ: "Mẹ à, từ nay mẹ không cần phải chăm sóc hàng nữa đâu. Cô ấy mới sinh mà mẹ cho cô ấy ăn bát canh gà lạnh ngắt vừa đổ trong túi ra thế này." Thì cô ấy bị đau bụng Hậu sản có ngày mất Nghe tôi nói vậy Mẹ tôi cũng phân bua vài câu Nhưng trong lời nói bà cũng bày tỏ Ý định không muốn chăm sóc cho con dâu nữa Vốn chỉ cho rằng Mẹ tôi đã thay đổi thái độ Với con dâu Nào mà ngờ chẳng qua Bà chỉ vì đứa cháu nội mà thôi Nên sau khi hàng sinh con Sự quan tâm của mẹ dành cho vợ tôi Không còn được như trước nữa Trước đó Vợ tôi cũng từng kể với tôi chuyện mẹ cho cô ấy ăn cơm thừa Xin được 10 ngày Đã bắt cô ấy xuống bếp nấu cơm Sặt rũ Vợ nói mà tôi chẳng tin Vì hôm nào đi làm về tôi đều thấy cô ấy chỉ đang ôm con Hoặc đang nằm ngủ Giờ tận mắt chứng kiến tôi mới tin những lời vợ nói trước đó là thật Nhưng bà vẫn rất quý cháu Chăm cháu cẩn thận chu đáo từng tí một Tôi cũng chẳng nỡ bảo bà về quê Thôi thì Tôi thuê thêm một người giúp việc về nhà vậy Chứ vợ mới sinh xong đã vất vả Tôi sợ cô ấy ốm ra mất Còn mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu Tôi phải làm thế nào để giúp hai người thân nhau hơn đây hả mọi người ơi Vâng Kính mời quý vị tiếp tục lắng nghe câu chuyện thứ hai Về sinh nhật bố chồng Nhìn thấy tay em dâu Tôi ném nổi xuống sàn ôm con rời đi Tôi và chồng yêu nhau từ hồi đại học Anh hơn tôi 2 tuổi Sau khi ra trường đi làm được 5 năm Khi tôi đang có công việc ổn định Thì anh ngõ lời cầu hôn tôi Lúc đó tôi 27 tuổi Còn anh 29 tuổi Dĩ nhiên tôi đồng ý Trước anh có đề cập đến chuyện này một lần rồi Nhưng khi đó tôi mới chân ướt chân ráo ra trường Chưa có công việc ổn định nên đã từ chối Còn bây giờ tôi đã lên chức quản lý còn anh cũng có chỗ đứng vững vàng trong công ty Hai đứa có thu nhập ổn định rồi Nên lần này tôi chẳng có lý do gì khước từ cả Tôi mừng còn không kịp ấy chứ Nói thêm về gia đình chồng Nhà anh có hai anh em trai và chồng tôi là anh cả Mặc dù chúng tôi giờ mới rục rịch kết hôn Nhưng em trai của anh ấy đã lập gia đình được hai năm rồi Còn mối quan hệ giữa tôi và nhà chồng cũng rất tốt Trước khi cưới tôi đã về nhà anh chơi mấy lần bác trai và bác gái rất hòa nhã Vợ chồng em trai của chồng dễ gần Nên tôi chẳng có gì phải lo lắng cả Hơn nữa Chúng tôi cũng tính sau khi kết hôn Mua nhà rồi dọn ra ở riêng Gần chỗ làm cho tiện đi lại Nên tôi chẳng sợ mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu gì Năm tháng cứ thế tôi qua Mới đó mà chúng tôi đã kết hôn được 3 năm Tôi và anh cũng có với nhau một đứa con gái gần 2 tuổi rồi cuộc sống hôn nhân khó tránh khỏi những lúc vợ chồng xô bát xô đũa nhưng vợ chồng cãi nhau đầu giường làm lành cuối giường ấy mà chúng tôi chẳng giận dỗi nhau lâu được bao giờ cứ hai ba tuần chúng tôi lại đưa con về thăm bố mẹ chồng một lần ông bà cũng quan tâm thương con thương cháu lắm kể cả em dâu em trai chồng cũng vậy thỉnh thoảng chúng nó lại mua quà cho con tôi và ngược lại tôi cũng thế tuy nhiên sau đó một sự việc đã xảy ra khiến tôi phải nhìn nhận lại các mối quan hệ này cuối tuần trước là sinh nhật của bố chồng tôi vì là ngày nghỉ nên vợ chồng tôi và vợ chồng em trai đã sắp xếp về nhà tổ chức sinh nhật cho bố cùng nhau ăn một bữa cơm thân mật ngày đó vợ chồng tôi đã mua rất nhiều đồ về nhà nào hoa quả bánh trái và không thể thiếu quả cho bố chồng chúng tôi vừa về tới nhà bố mẹ chồng thì một lúc sau vợ chồng em trai cũng về tới nơi Tôi và em dâu sung phong xuống bếp làm cơm Để hai anh chồng cùng ông bà chơi với các cháu trên nhà Hai chị em vừa nấu cơm vừa trò chuyện cũng khá vui vẻ Nhưng sau đó tôi vô tình thấy cái gì đó trên cánh tay của em dâu Tức giận tôi đập mạnh cái nồi xuống đất rồi bỏ lên nhà Sự dĩ tôi tức giận như vậy là vì tôi thấy em dâu đeo chiếc vòng mà tôi đã bỏ ra cả chục triệu để mua làm quà tặng mẹ chồng nhân nhịp sinh nhật bà vào tháng trước nói thật tôi chẳng tiếc gì cái vòng tôi cũng thỉnh thoảng mua quà cho em trai và em dâu mạ nhưng chiếc vòng tay đó là quà sinh nhật tôi đã chọn lựa rất là tỉ mỉ tặng mẹ chồng tại sao bà lại dễ dàng cho con dâu út như vậy chứ tôi cảm thấy mình không được coi trọng mẹ à chiếc vòng em dâu đeo Rõ ràng là quà sinh nhật con tặng mẹ Mà sao mẹ lại cho em chứ Con đã cất công chọn lựa mất mấy ngày Nhờ người tư vấn rồi mới mua Vậy mà giờ mẹ lại cho em dâu Như vậy là mẹ đang không tôn trọng con đấy Tôi ấm ức nói Không ngờ Tôi chẳng nhận được lời xin lỗi nào Ngược lại mọi người trong nhà đều trách tôi hẹp hỏi So đo tính toán Họ cho rằng tôi đang chuyện bé sẽ ra to Vì đó chỉ là một chiếc vòng tay Hơn nữa đã tặng cho mẹ rồi thì là của mẹ mẹ chồng thích cho ai là quyền của mẹ tôi không có quyền can thiệp còn tôi tôi không nghĩ như vậy đó là cả tấm lòng của tôi cơ mà tức tối tôi ôm con đi về mặc cho chồng ngăn cản tôi làm vậy có quá đáng không mọi người ơi vâng hai câu chuyện đến đây là kết thúc tôi cũng mong rằng quý vị các bạn lắng nghe cũng như bình luận và chia sẻ. Thưa quý vị các bạn, trong thời gian gần đây tôi luôn cập nhật trong một video vậy là hai câu chuyện ngắn, cũng mong rằng quý vị nghe cho hết cái đoạn cuối để nắm bắt rõ thêm kết thúc của câu chuyện. Và tôi cũng chân thành cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành ủng hộ cho hai kênh của tôi. Đến đây tôi xin chào và hẹn gặp lại quý vị những video tiếp theo.